Kính bạch trên thầy, đã từ lâu ở các chùa đa phần đều xảy ra một sự việc mà một số Phật tử ở lâu thành lão làng muốn lạm quyền và đôi khi sai bảo chưa tăng ni. Chúng con mong thầy có thể nói rõ về quả báo, nhân quả của việc này để một số người như vậy có thể hiểu và sửa đổi. A Di Đà Phật. Mới nghe giận ốc. Nghe cái ốc hát nó giận lên. Thì đó, thầy đi dưới quê á, mới ghé cái chùa của ông thầy bạn, cái thấy cái người cư sĩ á, khiêng cái này để đây, khiêng cái kia để kia. Ông thầy la để chỗ này nó cản được. Tôi kêu để thì để đi, con kêu để thầy cứ kêu để đi, thầy cãi không à, kêu để đây à. Rồi đó, cái đi vô á, thầy hỏi nhỏ nhỏ với ông thầy á, là thưa thầy ở đây ai làm chủ trì vậy? Ông là ông hỏi kỳ gì, tôi làm chứ ai. Sao nãy thấy chủ trì khác mà chủ trì đứng ngoài trước chỉ huy quá trời luôn mà. Là cư sĩ chứ không phải chủ trì gì, thầy nói kỳ quá à. Là không biết ai chủ trì nữa, chủ trì mới có quyền, sao nãy giờ tập trung quyền lực vô đó không vậy, là sao tại sao mà lại làm vậy? Ông nói là ở chùa với quê không có tiền cất, rồi cổ ra tiền cổ cất hết trơn à, cổ ra tiền cất trơn à, giờ á là nó khó nói lắm. Nam mô Phật. Ông bà mình có một câu thứ nhất nha, ma cũ ăn hiếp ma mới, sống lâu thành lão làng, dân dân, thì người ta gọi là ma, bởi vì con ma đâu có con nào đàng hoàng đâu, phải không? Gọi là ma cũ mặn hiếp ma mới, tức là ở lâu trở thành ma cũ, đúng không? Chứ là phải chứ ở lâu trở thành Phật cũ thì nghe còn hay, là Phật xưa thì còn hay quá, ở chùa mà cũng là ma luôn à. Ma cũ hiếp ma mới, người ta đã liệt vô cái hàng ma rồi là hiểu rồi đó, phải không? Là ma là trái với con đường của Phật, gọi là đường ma, mà trong kinh gọi là đường tà đó, hiểu không? Nên tất cả những cái đó, rồi lên ở trên Đà Lạt á, cái gặp mấy một cái người không phải biết phải cư sĩ hay không, nhưng mà người đó người cúng dường ở ông chùa á, cúng dường cái mái tôn, rồi cổ la sùm hết trơn á, la sư cô đứng đó là nhỏ hai dòng lệ khóc không à, hỏi sao la dữ gì, cúng hai năm rồi mà không làm. Cái hỏi sư cô là cổ cúng gì mà hai năm mà cô không làm cho cổ la dữ gì. Là thầy ơi, thầy con cất chùa mà cổ cúng cái mái tôn, cúng mái tôn 5 triệu mà là con đâu có tiền đâu mà con làm cây cột lên để con làm mái tôn. Cổ cúng mái tôn không à, con mới làm móng không à, cho nên á 5 triệu cổ con còn cất ở trong tủ nè, đem ra đàng hoàng còn cất ghi tên rồi vô đó cúng cái mái tôn, mà đợi chừng nào mà có hai cột đưa lên rồi có cái đòn tay rồi mới mua tôn lắp lên cúng cái tôn không hà. Vậy mà làm quá trời làm. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ví dụ như chúng ta vô chùa, chúng ta làm công quả, chúng ta có công đức với chùa, chúng ta có phước báo và chúng ta có công với thường trụ, thì điều đó Phật sẽ chứng minh cho mình, quý thầy ghi nhận cái công đức của mình, đó là điều hết sức tốt và tán thán với những ai thứ nhất là cúng dường để hộ trì tam bảo, thứ hai là cúng công sức của mình gọi là công quả để duy trì tam bảo độ cho vô lượng chúng sanh, đây là tán thán. Thầy xin tán thán những người cúng dường và để hộ trì tam bảo và tán thán những người công quả, cho một tràng pháo tay. Quý vị tu ngày biết nhiêu ngàn đây nè, nhớ hồi xưa đó ánh sáng Phật pháp kỳ mấy, kỳ mấy, kỳ bốn, kỳ năm thầy lên đây nè, lúc đó là hòa thượng diện chủ á lại lên trên chương trình, thì thầy nhớ cái ngày tu đó là 17.000 người đó, 17.000 đó nấu cơm ăn thôi cũng xỉu quá, một người ăn một hộp cơm 17.000 hộp cơm, chỉ phải bao nhiêu người ở dưới bếp, bao nhiêu người sắp xe, bao nhiêu người dọn vệ sinh, rồi bao nhiêu người làm bảo vệ, bao nhiêu người hộ thất, vân vân. 17.000 đó, bây giờ thì là ít hơn nè, chứ ngày xưa đông vậy đó thì cũng phải nhờ công quả đúng không? Như vậy thì cái người vô công quả điều hành góp biết bao nhiêu công sức cho thường trụ tam bảo, và để mà thế gian này nhiều tiếng cười ít tiếng khóc hơn, thì đó là công đức phước báo biết nhiêu.
còn gì nữa. Nhưng mà nó có cái gì cũng vậy á, bàn tay có tay mặt có tay trái, hiểu không? Cái nào mình ở lâu à, tức là mình tự nhiên cái trở thành ma cũ à, thấy không? Cái nào mình ăn hiếp người ta, mình ở lâu cái tự nhiên mình thành lão làng à, do là mình thành lão làng đó, mình tính đâu là cái vị trí mình quan trọng à, không ai có thể thay thế được. Bắt đầu chúng ta sanh ra tâm ngã mạn, sanh tâm chấp công à, chấp công tức là mình nói là mình bỏ công bỏ sức bỏ tiền của ở đây nhiều quá, mình chấp thủ vào trong cái đó thì nó trở thành tổn phước cho chính mình à, tổn phước cái gì? Ví dụ như á, chúng ta mà cúng dường là cúng dường ba la mật thì phước báo nó nhiều lắm, mà mình cúng dường mà có sự tính toán ngã mạn trọng đó thì phước báo nó giảm xuống thấp. Tại vì á, cái phước báo mà nó đem lại đó quý vị, nó phải là bốn phần. Phần thứ nhất á, là à, vật thí. Cái phần thứ hai á, là đối tượng nhận thí. Cái phần thứ ba á, là tâm bố thí. Cái phần thứ tư là ảnh hưởng của việc bố thí. Cúng dường với bố thí nó về cái phương diện nhân quả, nó giống về cái hình thức là mình cho ra và mình nhận lại, nhưng mà chúng ta gọi hai cái từ khác nhau vì hai cái tâm nó khác nhau. Do đó mà bốn phần này cộng lại mới thành được phước báo sau cùng của mình. À, ví dụ như á, là vật thí, là vật thí là mình cho tặng cái gì, cúng dường cái gì. À, đó là vật thí à, nhiều hoặc là ít. Ví dụ mình cúng dường nhiều phước nhiều, cúng ít phước ít, đó chuyện bình thường rồi. Người ta cúng 200 ngàn thì phải phước hơn 100 ngàn. Người ta làm công 2 ngày công quả phải hơn ngày công quả chứ. Cái đó gọi là vật thí. Cái thứ hai nữa, đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí là ai? Trong kinh nhân quả thiện ác hoặc nhân quả phước báo sai biệt, Đức Phật dạy cúng dường cho Phật chánh đẳng chánh giác thì phước báo hơn là cúng dường cho vị Bích Chi. Vị Bích Chi phước báo hơn là vị A-la-hán. Vị A-la-hán phước báo hơn một vị Tỳ Kheo. Vị Tỳ Kheo hơn một vị Sa Di. Vị Sa Di hơn vị Ngũ Giới. Vị Ngũ Giới hơn cái vị không có giới nào. Và dần dần, có nghĩa là trong cúng dường phước báo sai biệt là đối tượng nhận thí sẽ phước báo sai biệt khác nhau, tuy là cái vật thí giống nhau. Ví dụ như á, chúng ta cúng dường cho Phật một bữa cơm, phước báo có thể mình hưởng nhiều kiếp cõi trời, nhiều kiếp thế gian. Nhưng chúng ta cho người ăn mài một bữa cơm thì phước nó không phải là nhiều như vậy. Tức là phước báo sai biệt trong kinh nói mà, quý vị hiểu không? Cho nên á, cái chỗ này ngày một kiền liên đó, ngày xưa ngày làm người đánh cá thôi, bữa trưa đó thay vì ngày ăn cái bữa cơm trưa đó, ngày gặp một vị độc giác Phật, tức là vị duyên giác Phật á, đi khất thực ngàn, nên ngày phát tâm cúng dường, ngày nhịn cái bữa trưa đó luôn đó. Và sau khi mà thọ thực bữa trưa đó xong thì cái vị đó mới bay lên hư không, dùng thần thông à, là biến hình biến tướng, trên phun ra lửa, dưới phun ra nước, ẩn bên này biến bên kia, thăng thiên độn thổ, cuối cùng mới ngồi lại cái vị trí của mình. Thì lúc đó ngày một kiền liên ngày mới nguyện, con cúng dường cho ngài một cái bữa cơm hôm nay, xin nhiều đời nhiều kiếp sau con tu tập con được thần thông y như ngài. Tức là nguyện vậy đó. Cho nên ngày một kiền liên quả báo đó, tới khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tu đắc quả A La Hán, nhưng thần thông hơn tất cả các vị A La Hán xung quanh. Chỉ thua Đức Phật vào thời đó, chỉ Đức Phật thôi, chứ ngài thắng luôn cả ngài Xá Lợi Phất luôn mà, ngày Ma Ha Ca Diếp luôn, về phương diện thần thông chứ trí tuệ thì không bằng đâu. Nhưng thần thông là tại vì quả báo cúng dường cho vị độc giác Phật bữa cơm và nguyện như vậy đó, sở nguyện sở cầu như ý, được sự chứng minh của Đức Phật và Đức Phật đã thọ ký cho điều đó. Cho nên á, là quý vị thấy á, là đối tượng nhận thí là tam bảo. Cho nên trong kinh nói là có ba loại phước báo lớn nhất, đó là cúng dường Đức Phật, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo cha mẹ. Là trả hiếu cho cha mẹ là ba loại phước báo lớn nhất thế gian, trong đó có cúng dường cho Phật. Cái thứ ba nữa là tâm cúng dường. Tâm cúng dường là tâm đó cúng dường để làm gì? Để cầu phước. Tâm đó cúng dường để hộ trì tam bảo. Tâm mình cho người ta, bố thí cho người ta để cầu phước, hay là tâm vì lòng yêu thương mình cho, hai đó nó khác nhau à. Ví dụ như á, mình tôn kính Phật, mình cúng dường để hộ trì tam bảo, nó khác hơn á, là chúng ta cúng dường chúng ta cầu phước. Cúng dường mình cầu phước là tâm mình nhỏ hẹp cho cá nhân riêng mình. Chúng ta hộ trì tam bảo là vì chúng sanh. Rồi bây giờ mình bố thí, mình cho tặng người ta, mình cầu phước là cho riêng cá nhân mình, mà vì lòng thương yêu người ta khổ mình cho, đó là tâm rộng lớn.
đó là cứu khổ chúng sanh. Hai tâm khác nhau, một bên là Bồ Tát, một bên là Bồ Tát nha. Cho nên đó, người nào mà phát tâm Bồ Tát á thì phước báo vô lượng vô biên. Mà phát tâm Bồ Tát đó là gọi là cúng dường bố thí ba la mật đấy, có nghĩa là vì lòng từ bi mà cho, vì hộ trì tam bảo mà cúng, chứ không phải là vì phước báo riêng của cá nhân mình, không cần phước báo gì hết trơn đó. Thì cái đó gọi là bố thí ba la mật hoặc là cúng dường ba la mật. Cái cuối cùng là ảnh hưởng với chúng sanh xung quanh, có nghĩa là mình làm việc này lợi ích cho ai. Ví dụ cúng dường cho Phật thì lợi ích quá lớn luôn á, Đức Phật đi thuyết pháp độ hết chúng sanh lợi ích quá lớn. Chúng ta cho một cây cầu, hàng ngày ai cũng qua cây cầu đó giúp đỡ nhiều người, còn chúng ta cho có người giúp có người đó hả? Quý vị thấy không? Đó là cái ảnh hưởng với cái việc làm mình xung quanh. Bốn cái sự lợi ích đó gom lại thành ra kết quả của cúng dường, bố thí hay công quả, vân vân. Như vậy thì phước báo đem lại là đó, nhưng mà cái quả báo nó sẽ kèm với cái không song song. Ví dụ như á, cái phước báo đó có rồi, nhưng mà quả báo nó kèm theo song song là chỗ này. Cái phước, quả của phước, cái tội, quả của tội. Người ta làm phước mà ta lại kèm theo tội ở trong đó, đó là một người không có trí tuệ. Còn người làm phước mà ba la mật thì chẳng những không kèm theo tội mà nó bơm phước như thổi bong bóng vậy đó. Cho nên quả nó chỗ ra, cái cây giống như cây dâu mà xanh lè tái lét mà nó chỗ mùa mưa đó, nó chỗ ra cái nó quằn cây luôn. Như vậy thì mình làm phước mà tội nó kèm theo là sao? Thì trong kinh nhà Phật có một câu chuyện là cái ông này nè, bữa đó thấy nhà vua xôn xao đi chở vàng từ nhà ông đó về, người ta mới hỏi thì mới biết được rằng là ông đó ổng chết không có con nói dõi. Ổng là đại gia, là phú hộ, cho nên vàng dòng được xung vào công quỹ của nhà vua. Nhưng mà đời sống ổng rất là nghèo hèn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Người ta mới tới hỏi Phật quả báo gì ông này được giàu, mà quả báo gì ổng giàu mà ông không có hưởng được cái phước của giàu. Thì Đức Phật mới nói rằng nhiều đời nhiều kiếp ông này á, ổng làm gia đình khá giả trong cái làng đó, thì có một vị độc giác Phật đi khất thực vào trong đầu làng á, thì ngày nào ổng cũng đem một chén cơm ra ổng xớt vào bát của một vị độc giác Phật. Xớt xong á thì thôi đi, ổng quay qua vô ổng nhằn, ổng là ta làm muốn chết luôn, tối ngày ở không đi xin không à. Và á, là không có làm gì hết trơn á, cái chén cơm này phải tôi cho chó, cho gà trong nhà tôi ăn, cho gia đình tôi ăn còn tốt hơn á, rồi với cái người ăn không ngờ rồi đi tối ngày đi xin không à. Quả báo ổng sức cúng dường cho vị độc giác Phật nhiều bữa cơm như vậy, quả báo ổng là sanh rất nhiều kiếp trên cõi trời, và sanh nhiều kiếp ở tại thế gian này toàn là đại gia giàu nhất làng không. Nhưng mà cái quả báo thứ hai nó kèm theo là cái tội đó, ổng nói câu đó đó, cái tâm ổng không có tâm lớn vậy đó, ổng sanh ra kiếp nào ổng cũng tằn tiện, ổng không dám ăn không dám xài, cả đời nghèo khó mà trong khi tài sản rất lớn, không hưởng được cái phước báo đó. Cái tội nó kèm theo là không hưởng được phước, không có hưởng được cái phước mà mình đã tạo ra, do cái tâm mình quá nhỏ hẹp, tâm mình không có phát tâm. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường bố thí, niềm tịnh tín đối với tam bảo đó là điều quan trọng. Giờ mình cúng dường rồi thôi, cúng tượng Phật vô chùa rồi, quý thầy muốn đặt đâu quý thầy đặt, chùa đó là chùa quý thầy quản lý, và quý thầy biết đặt ở đâu nó lợi ích cho chùa nhiều nhất là con quan hỷ, con vừa khỏi cổng chùa rồi, kể như hết phần của con. Cúng toan xi măng hay tiền bạc hay gạo thóc gì vô á, đừng có nói là cúng gạo á, bữa nay phải nấu cho đạo tràng bữa nay ăn, còn nấu gạo khác là tôi không có chịu, nhằm khi gạo cũ ông thầy nấu trước mình mới cúng gạo mới vô để chứ sao, quý vị hiểu không? Còn đằng này bắt buộc tôi phát tâm cúng cho ánh sáng Phật pháp là ánh sáng Phật pháp, còn Phật thất gạo khác nếu mà không làm gì tôi sân si, dần dần là mình kèm theo cái gì. Đáng lẽ mua hàng người ta khuyến mãi theo, mua cây kem đánh răng kèm theo cái bằng chải, còn này mua cái kem đánh răng kèm theo lọ thuốc độc, mới thấy không, khuyến mãi lọ thuốc độc. Giống hệt như mình làm phước á, rồi bây giờ mình chấp vào phước đó, bắt đầu á mình coi mình ta đây là tự phụ nè, vô trong bếp nha, cái là chửi từ trên chửi dài xuống đó, mới thấy không, la người này lối người kia, mình cũng công quả thôi mà, phải cửu lòng yêu thương. Cho nên người nào mà vừa làm công quả vừa tu á là number one, là số một á. Người nào vừa làm công quả mà vừa là bà la sát á, bắt đầu phước nó xuống thấy rõ luôn á, công đức nó xuống, nó tổn phước.
À, cho nên là công quả là phải là một người tu đi làm công quả, chứ đừng có làm bà la sát để làm công quả. Hiểu không? Bà la sát mà gặp ai cũng sát á. Cho nên gặp người đó hồi nãy mà ông thầy ông đọc lên cái còn tự nhiên nó giỡn ốc, hai tay nó giỡn ốc hết trơn. Nghe tới cái là tóc gáy sừng lên, mấy thầy không có tóc chứ có tóc là sừng hết trơn lên. Bởi vì nó khổ ghê luôn á. Nên mình là ai? Mình là một người tu tập đi làm công quả, phước báo hai cái. Một phước báo tu và phước báo làm công quả và công đức tu hành. Nó nhiều lắm mà quý vị. Ta nhìn cái người làm công quả đó, thấy như là một người tu bắt đầu phát tâm tới tâm bảo. Ta rất lại, ta đói bụng quá ta vô bếp là cái người công quả, cô, à, con đói bụng quá cho xin chén cơm. Bắt đầu chừng mắt lên rồi. Cơm ăn có vợ có khách, cơm đâu ra cơm đây. Trời ơi, nhầm khi người ta đói bụng thiệt, vô đây nhầm khi ăn á, có ăn có một chút à, ở nhà cao lương mỹ vị không đó, đủ protein, vô đây ăn đâu có đủ, ăn không đủ thì đói, đói xin thêm thì mình cũng nói với người ta là thôi, ăn lần này thôi nha, chứ lần khác á, thì đừng này nọ, mình nói sao cho vui vẻ, cả làng không nói đâu, nẹt nổ người ta, làm như mình á, phó chủ trì không bằng, được không, tổn phước, à, tổn phước, mua một chai kem đánh răng, ta kèm cái bàn chải, không kèm theo, kèm theo một lọ thuốc độc. À, còn vừa đánh cái đem đánh răng đó đổ thuốc độc lên đánh, đánh hồi rụng luôn hàm răng. Hiểu không? Cho nên cái người đó không phải là người khôn, mà là người dạy chiều theo cái tâm ngã mạn của cái thói ở trong đời sống, chiều theo tâm ngã mạn, chiều theo chấp thủ công quả, chiều theo chấp thủ tài sản tiền bạc của mình, lấy đó làm quyền lực cá nhân của mình. Do đó mà mình đẩy nhiều cái trường hợp chẳng đặng đừng vô đó, làm cho nhiều người xung quanh khó xử và đau khổ gì về chính mình. Nhất là mấy cô nhà bếp, bếp gần lửa đó, nóng lắm. Hiểu không? Bếp gần lửa nó bơm lên lửa, nó bơm lên hàng ngày nè, mặt đỏ gây. Gặp ai cũng lửa nó cháy, nám mặt nám mày người ta hết trơn á. Cho nên mai mốt mai vô chùa làm công quả, sống lòng chùa hoặc giúp đỡ chùa đó, là mình là hình tượng của Bồ Tát. À, giám trai sứ giả Bồ Tát, hộ pháp chư thiên Bồ Tát đó, đi vô vô cổng chùa làm công quả là Bồ Tát để làm công quả, thì cái đó phước báo vô lượng vô biên, vừa tu mà vừa có làm công quả, tích đức tích phước. Còn mà bà la sát vô làm công quả thì thôi đi nghe, niệm Phật tu đi nghe. À, như vậy thì quý vị thấy điều đó nó sẽ không tốt cho mình, uổng lắm, uổng. Bỏ nhiêu đó công sức, nhiêu tiền bạc đó ra mà gặt hái lại thì không có được nhiêu chân, do tự mình phá hủy, phá vỡ cái đó ra. Quý vị thấy không? Mình vô chùa làm công quả, tu nhân tích đức, đó là mục đích của mình khi vô làm công quả. Còn đằng này mình làm ngược lại hết trơn. À, vô đó mình làm khổ người ta không à. À, hồi chưa có mình á thì không có lộn xộn, còn có mình cái một á là nó tan rã đội hình lộn xộn hết trơn à. Là mình biết đó, là phá hòa hợp chúng đó, phá hòa hợp chúng là tội dưới phá hòa hợp tăng thôi, hòa hợp tăng đọa địa ngục, phải không? Thứ 18, phá hòa hợp chúng chắc cũng đọa thứ 17, 16 gì đó, phải không? Cái đó tự thầy chế thôi nha, chứ ông kinh không có nói vụ đó, nhưng mà mình logic mình chế ra vậy đó ha, chứ đừng nói là nói trong kinh không phải, nên tự chế, à, cho nên có cũng gần gần ở đó đó. Cho nên mai mốt mà có đi vô càng ở lâu chừng nào thì càng thể hiện đức tánh của Bồ Tát. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần tam bảo, gần quý thầy, mình phải sáng ra chứ làm sao nó đen thâu quý vị. À, quý vị hiểu không? Cho nên đó, mình ở chùa mình nghĩ là mình người tu, mình đi làm công quả. Mình đừng có nghĩ là người mình cho đi làm công quả. Có nghĩa là mình nghĩ mình đang là người tu, mình làm công quả, phụng sự tam bảo thì nó giải quyết được hết vấn đề. Mà mình nghĩ mình là người cho, người tặng, người giúp, người ban ơn, đi làm công quả thì không bét, không diệt hết. À, quý vị mình nghĩ là mình người tu đi làm công quả, người tu đi cúng dường. Đừng có nghĩ là người cho, người tặng, người ban ơn, người giúp đỡ người khác là thua. Đừng có nghĩ gì, ngã mạn nó sẽ lên. Cái ngã mạn nó nằm ở sau cái ác tá của mình. Ác tá tức là cái bản ngã. Trong tiếng Bali ác tá là bản ngã. Mình hãy cảnh giác đối với nó. Hồi bước vô chùa dễ thương lắm. Bước vô chùa thời gian sau thấy tướng nó dễ ghét lắm. Hiểu không? Mới bước vô chùa làm công quả mặc áo chàng khúm núm chuyến sau có là ưỡn ngực không, thấy không? Vậy là nó không có tốt, là quả báo đó với mình sẽ gặt những cái đau khổ về sau, tại vì mình gieo đau thương thì mình phải bị bi thương mà thôi. Cho nên cái đó không có tốt gì cho mình cả, và thời gian công sức tiền bạc mình bỏ ra nó uổng một cái sống nhân sinh. Cho nên làm công quả, làm phước phải là hai cái phước.
Bồ Tát làm công quả để đi giúp đỡ chúng sanh hộ trì Tam Bảo là trên cả tuyệt vời. A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, qua câu trả lời của Thượng Tọa thì tự nhiên con nảy ra một cái ý tưởng vui. Quý thầy khi mà xuất gia, quý thầy thọ sa di, sau khi thọ sa di thì quý thầy sẽ thọ tỳ kheo. Và bên Phật giáo Bắc truyền á, Bắc tông của mình á, là quý thầy song song với việc thọ tỳ kheo là quý thầy thọ Bồ Tát giới. Mà trong Bồ Tát giới á, thì có Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia. Và quý thầy thọ tỳ kheo là Bồ Tát giới xuất gia. Nếu con có cái đề nghị này, không biết là quý vị có quan nghĩ gì không. Quý vị nào mà đăng ký công quả mà nhắm là sau này mình là lão làng á, thì trước khi đăng ký thì mình đi đăng ký thọ Bồ Tát giới tại gia, để ai ở đây cũng là Bồ Tát, tập là Bồ Tát thì sẽ không còn cái tình trạng này nữa. Quý vị đồng ý không? Dạ thưa thầy. Thầy nói thêm chút nữa, Bồ Tát có hai dạng, Bồ Tát nghịch hạnh và Bồ Tát thuận hạnh nè nghe. Cho nên thọ Bồ Tát thượng hạnh thôi, chứ đừng có nghịch hạnh như là đề Bà Đạt Đa rồi không ổn mà nghe.